Chắc là anh ấy lại nói quá lên, chứ cháu với thấy Hùng đâu có gì. Nên nhớ, chú không đánh án bằng mọi giá. Nếu cảm thấy nguy hiểm cho trinh sát, hoặc họ rơi vào tình huống sai phạm, tha hóa, lập tức sẽ bị rút về. Đó là nguyên tắc công việc, không ai có thể phá vỡ hay bước qua. Trường hợp của cháu không phải là ngoại lệ. Chú nhắc cháu không có thừa đâu. Nếu mà cháu cảm thấy là bị oan thì chú cũng mừng. Từ khi nhận nhiệm vụ, cháu luôn làm theo chỉ thị của chú, chưa tự ý làm gì. Còn đối với Tay Hùng, cũng chỉ là chăm sóc bệnh nhân thôi. Chúng ta tuy khoác trên người bộ quân phục, nhưng cũng chỉ là những con người bình thường, có những nhu cầu như những con người khác. Chiến thắng những cám dỗ đời thường để làm tốt công việc công là một chuyện không dễ dàng. Đừng có chủ quan. Kẻ thù nguy hiểm nhất của mình chính là mình vậy. Cháu tự tin mình không làm gì sai, nên chú cứ yên tâm. Còn anh Triều, làm như vậy không xứng. Cháu thất vọng quá. Nó yêu mày thì nó mới ghen chứ. Thử hỏi, cháu bắt gặp nó đang chăm sóc một cô gái khác, cháu có nhảy tưng tưng lên không? Em đi đường có mệt không? Em đã bảo anh đừng đón mà, nhỡ bọn kia nhìn thấy thì sao? Về nhà, có ghé nhà anh không? Mẹ có khỏe không em? Xin lỗi, em về bận quá nên là không qua nhà anh. Em giận anh à? Anh là cấp trên, sao em dám giận anh? Thế về nhà sếp Hà bảo sao? Thôi lên xe đi, anh chở em về. Anh tự đến thì tự về đi, em đi taxi sẽ an toàn hơn. Nhưng anh muốn đưa em về. Mình đi ăn gì nhá, lâu lắm rồi mình chưa đi cùng nhau. Đừng đem tình riêng vào công việc. Em thay đổi nhiều quá. Anh chỉ biết nói người khác. Còn anh, anh đã làm cái gì? Anh có làm gì đâu. Anh... đồ hèn. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Tốt cho em? Anh báo cáo với chỉ huy để họ xem tôi như đứa trẻ lên ba. Lòng tốt này tôi không dám nhận đâu. Đừng giận anh, anh yêu em mà. Bỏ tôi ra. Không. Tôi nhận ra, tôi với anh chỉ là những mảnh ghép rời rạc. Mình đã đi qua thương nhớ, giận lòng đừng buồn vui vẻ. Còn ở nhau thì có xa cách, vẫn quay về với nhau. Mà cuộc đời không như ta ước muốn, càng cố chấp thì càng cố gắng. Rồi cho đến